Chị Sam lấy em Sam đâu? Ủa em Sam hả? Dạ. Chị có sẹo ở trong gì á? Bô tê và bô tê là chứ không bô tê là chị không đỡ đâu. Không rồi đi bô tê hết người đau gì. Có em chờ chị chút vậy. Em là xứng đáng để đi lái đó ngay. Ừ. Nhiều mà chị. Nhiều lắm. Cô kia thì lái cũng được. Không lái cũng được như em nhiều lắm. Không, từ rồi sao? Anh ghi cái máy cái xong cũng được, không xong cũng được. Chưa em. Mới có một cục thôi đó. Cha chị xoay cái khăn xóm để lên cái áo anh đi cái hẹn.
Quỳnh có ai giữ mà đi được đó ta? Có đi mà chị. Chứ là em điện cho hắn. Ở gần em mà. À nhà ở gần nhà em à? Dạ. Thằng nhóc chứ. Không, tháng ấy gì chị nghe em điện từ nào đó ở cà phê rồi. Ở trọ của em à. À đó hả? Trọ với là à, chồng hết. Không, em ít lắm. Chắc là hồi xưa em như đó thôi chứ trời em ít lắm. Hồi xưa chị thấy hồi xưa rứa cho nên chờ mới ra rổ á. Mà em đi lễ. Có đi lễ nữa rồi đó hả? Lễ mấy lần. Hồi trước còn có kiểu gì đứa không? Em về em thấy cái đứa mua có kiểu như đây giới thiệu tới cho chị hả? Xu là nhiều lắm đó. Tự hát nhìn. Như là nó thôi. Nó thôi là đã không còn chi nữa rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.